cũng chẳng lấy chi buồn bã, bởi sự thường của bậc siêu nhân. Dầu dáng lao giả sắc chẳng sờn, miệng sanh chúng không đường giải thoát. Cơn giông tố mịt mù bụi cát, chẳng ngao lòng của đấng từ bi. Vì thiên đình chưa mở hội thi, nên lão phải phiêu lưu độ chúng. Kẻ ác đức cho rằng nói tung, nó đâu ngờ lòng lão yêu đương. Xe rồ xăng dục chạy bãi bương, đến khúc dạng tình thương nao nức. Khắp ba tâm cho nên bực tức, bởi nạn tai vừa mới dâng dương. Chốn liên đài bắt ngát mùi hương, nhờ chỗ ấy mới thi công đức. Dạy con cả nào đâu than cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Kim Sơn Phật. Kính thưa Bổ cũng như chúc thường cùng quý vị trong thân đồng gia tộc, kính thưa quý đồng đạo cùng cô bác càng xa thân mến. Thưa lời quý vị, được biết hôm nay đó là ngày rằm tháng 6 niên Mậu Tuất, mà cũng là ngày lễ dỗ thường niên cho thân phụ của thường. Chính vì vậy, sau khi nhận được lời mời trực tiếp hoặc gián tiếp, quý đồng đạo cũng như quý cô bác gần xa đã sắp xếp mọi công việc để trở về đây tham dự. Xin thưa cùng quý vị, hôm nay đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta có rất là nhiều điều phải làm, nhiều các bộ phận chúng ta cần phải thực hiện. Như là Đức Thầy đã chỉ dạy trong tứ ân, đó là phải lo cho tổ tiên cha mẹ, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải lo cho non sông đất nước khi bị kẻ ngoại xâm gọi là dày đạp. Và có một cái điều đặc biệt đó là chúng ta phải khai thông nền đạo đức, thì đó là những cái tâm huyết mà Đức Thầy chúng ta để lại. Thôi thì nhận thấy hôm nay đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, mặc dù quý cô bác chúng ta ai cũng có công ăn, ai cũng có việc làm, nhưng mà vì cái tình thương quý vị trở về đây tham dự ngày lễ dỗ và dành một cái khoảng thời gian để chúng ta ngồi lại bên nhau nghe những lời kệ giảng cũng như là hâm nóng lại cái tinh thần Phật pháp, thì đây là một cái điều phải nói hết sức là quý báu mà chúng ta cần phải thực hiện. Thôi thì như thường lệ cũng như những năm trước, Úc Hường sẽ đến đây chuyện trò tâm sự cùng quý vị khoảng đôi mươi phút để nói lên cái tinh thần của người con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khi Đức Thầy vắng mặt, và để bắt nhịp cầu cho Úc Hường gặp gỡ thì chúng tôi xin được giới thiệu hai đọc giảng viên, đó là Vũ Lo và chị Bảo Thi sẽ ngâm lại tác phẩm Ai Người Chi Kỷ. Thì xin thưa cùng quý vị, như quý đồng đạo ta đã biết là khoảng năm 1940, đây là một cái giai đoạn mà đất nước Việt Nam chúng ta chịu cái cảnh gọi là chiến tranh hết sức là khốc liệt quý vị. Đây là cái cảnh, cái đoạn giai đoạn mà chiến tranh gọi là đệ nhị thế chiến. Cho nên người xưa đã từng cho biết là đất nước thì không cùng chung một màu cờ quý vị, và người dân lúc đó rất là khổ. Nên khi ra đời khai đạo thì Đức Thầy đã dạy biểu mọi người phải cố gắng lo tu hiền và phải lo làm ăn để chúng ta có một cái cuộc sống ổn định. Vì lúc đó có hàng triệu người chết trong cảnh chiến tranh quý vị, vì đói chết, vì bom đạn mà chết. Cho nên Ngài đã cho biết là can qua dân chúng chớ buồn lo, mà phải tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Thì đó là nội dung và ý nghĩa của bài Ai Người Chi Kỷ sau đây. Và trước khi nghe lại tác phẩm này, kính mời toàn thể quý vị ủng hộ cho hai đọc giảng viên của chúng ta một tràng pháo tay. Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩ việc đời xưa gặm việc nay, ai người tri kỷ, ai là ai
tình tâm chung sẽ vẹn ơi mài. Đau âu á lu
tâm sai xưa mùi phú quý. Sau này sẽ vướng cảnh đồ lao, đồ Phật đài xem rực rỡ, hoàng cầu đến đó âm cùng non. Chứ phải nói là hai cái đồng đạo này đọc rất là mùi quý vị. Mà tôi nghe mà tôi hơi hồi hộp. Mùi thì rất là mùi nhưng mà hồi hộp thì cũng rất là hồi hộp. Nên nãy giờ tôi mở máy tôi bị mấy đứa em tài xế đó chuẩn bị tư thế chẳng gỡ cái sự cố vậy là lấy xe chỉ bệnh với mùi tới liền. Dạ, nhưng mà cũng chờ độ sao cũng yên. Dạ. Dạ. Chúng tôi quý vị, tôi thì nhận thấy hôm nay chúng tôi cũng rất là vui, rất là hoan hỷ thì đạo tràng về đây cũng đã trở lại ấm áp như trước rồi. Thôi để tiết kiệm thời gian, chúng tôi xin được giới thiệu hơn đến đây có đây là chuyện trò tâm sự cùng với quý vị chúng ta trong ngày lễ dỗ hôm nay. Thì xin trân trọng kính mời các thường nhận thấy giờ đây thần đạo và tất cả cũng ngồi và cũng đến tỉnh lễ chư liên với thầy. Thôi thì trước khi gặp gỡ thường cũng như là trong đạo Phật pháp trong cái ngày lễ dỗ, kính mời toàn thể chúng ta ủng hộ cho một chàng pháo tay và xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy Đại Từ Kim Sư Phật. Thì lời nói đầu tiên của Đại Hương như thường lệ trong mỗi lần được hội ngộ tất cả quý đồng đạo chúng ta trong cái môi trường Phật pháp, chúng tôi xin lễ phép cúi đầu kính chào tất cả quý vị đang có mặt trong hội trường kính mến. Kính thưa các bậc lão thành, kính thưa quý cô bác anh chị em đồng đạo xa gần,
vì cái tinh thần đoàn kết, thương yêu lẫn nhau như con một cha, mà tất cả quý cô bác anh chị em mình sau khi nhận được cái nguồn tin trực tiếp hoặc giả là gián tiếp là hôm nay là ngày giỗ của thân phụ chúng tôi, tất cả quý vị đã sắp xếp công việc gia đình trong Phật pháp để đến đây tham dự. Thì thưa quý vị, trong mỗi một cái năm đám giỗ thì nó đều có những cái bối cảnh khác nhau. Thì mỗi lần thì con nghĩ là trong những năm trước á, thì cái ngày giỗ nó đông hơn. Còn trong những năm trở lại đây thì mỗi lần nó mọn mớ, mọn mớ. Năm nay con chuẩn bị cũng mười mấy, hai chục mâm mà nãy 9 giờ mấy, đâu có chừng 2-3 mâm. Con có kiểu này chắc qua đám chắc cho tới hết sớm, không thôi còn dư đồ ăn quá. Mà tự nhiên gần đây làm đám giỗ con cũng hơi sợ sợ quý vị. Con cũng dặn quý vị thợ nấu đó là mặc dù chuẩn bị như vậy nhưng mà nấu chừng hơn 10 mâm thôi, giờ coi tình thế làm sao đó mình tính tiếp. Chứ giờ mình mua nhiêu mình nấu như là cũng hồi hộp lắm. Nhưng mà lây lát thì hồi cái tới số không? Thường thường đám giỗ nhà người ta 10 giờ đã cúng rồi, mà đám giỗ như này 10 giờ mới tới. Có số vị đi tới đây còn hơn 10 giờ nữa. Tại vì con nghĩ chắc có lẽ là cô bác anh chị em mình biết được là nhà con hay cúng trễ, phải không? Mình ra đi trễ một chút. Mà con tính năm nay đó là thay đổi chương trình, là mình cúng sớm một chút quý vị, đừng có tới 12 giờ, nhưng mà thay đổi cũng không nổi nữa. Bởi vì quý vị mình đi trễ rồi, con muốn cúng sớm cũng đâu cúng được đâu. Cho nên cũng phải y bổn cũ là năm nay phải cúng trễ nữa. Giờ này nhà người ta là có thể nói là dùng cơm xong rồi đó, mà 11 giờ rồi mà mới vô chương trình. Vậy là bữa nay chắc là qua ngọ nữa. Vậy giờ cô bác anh chị em mình thấy sao, khả năng quý vị mình có bị đói bụng hay là có mệt mỏi gì không, có thể ủng hộ tới 12 giờ được không quý vị? Nói gì cho tới đây và nhập gia tùy tục sắp xếp làm sao thì chịu vậy, chứ không được cũng đâu có được. Này là đưa vô cái thế đã rồi rồi ha. Thì thưa quý vị, mặc dù đi đám giỗ nhà con thì nó nào ngay là hơi mất thời gian và có thể nói là đôi lúc cũng hơi mệt mỏi, nhưng mà con nghĩ là nếu mà chúng ta lâu lâu mình mới gặp nhau trong một cái quan cảnh như thế này mà mình không có chia sẻ cái gì đó trong cái lời Phật pháp để động viên, để nhắc nhở cho nhau trong cái chuyện tu hành thì con nghĩ rất là tiếc uổng. Thì tổ chức giỗ cho thân phụ của con thì tính ra thì cũng đã khoảng trên dưới 10 năm rồi quý vị. Cũng như có mấy chị ở chợ Dàm, mấy cô ở chợ Dàm nè, đi đám giỗ năm nay đâu 7 năm mới trở lại đi nữa, phải không quý vị? Có những cô bác anh chị em mình thì đi rồi thay đổi, có những quý vị 2-3 năm mới trở lại để mà đi đám giỗ tiếp tục. Rồi có người cũng vắng mặt 1-2 năm, nhưng mà lây lắc rồi nó nạo ngay, cũng không có bị ế, cũng đỡ, chứ kiểu mà không có thay đổi đó, người này vắng mặt mà không có người kia nữa đó là rồi. Như sáng này thôi nổi, mới giờ sáng cái phái đoàn với Hòa Hảo điện lên hồi hết mâm, con cũng xấu mình nữa. Tưởng đâu sáng điện tới báo tên rồi, Đại Hường ơi tôi đi 2 mâm, hay Đại Hường ơi thông cảm nghe, năm nay có công chuyện rồi, tại vì có người thân qua đời cho nên không có đi đám giỗ được. Thì ra con nói dạ thì thôi, không có công chuyện hẹn năm sau, mà bắt đầu con lo rồi đó quý vị. Nhưng mà con nghĩ trong cái việc Phật pháp thì mặc dù hôm nay là trong cái việc làm đám giỗ, tức là nó có cái tính cách gia đình cá nhân, nhưng mà chúng ta cũng xây dựng với nhau trong tinh thần Phật pháp. Thì con đã nói rồi, tức là nếu mà tổ chức lễ giỗ đó mà được có cái chương trình đọc giảng, có chương trình trao đổi Phật pháp thì con mới tổ chức đông. Còn nếu không có được cái chương trình trao đổi Phật pháp, không có chương trình mà đọc giảng á, thì có lẽ là con chỉ làm gọn trong gia đình thôi. Bởi vì lúc nào con cũng luôn đặt nặng đến cái chương trình tinh thần, tức là hướng đến con đường Phật pháp quý vị. Bởi vì con nghĩ người sống của chúng ta ở đây là do cái vật chất, tức là cơm ăn áo mặc để nuôi sống chúng ta. Còn cái người đạo của mình là do cái gì quý vị? Tinh thần chúng ta là nuôi dưỡng được cái huệ mạng, cái đời tu của mình. Đó là cái chương trình Phật pháp, tức là giáo lý của Đức Thầy. Nếu mà mình tu hành mà mình rời giáo lý, xa cái lời dạy của Phật á, thì tinh thần chúng ta nó sẽ không còn mãnh liệt, không còn quyết liệt trong cái chuyện tu hành. Giống như câu mà thầy nói tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa vậy đó quý vị. Giọng cửu quyền sớm tối mới màu. Thì hôm nay cái chương trình Phật pháp của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng không để cho nó bị gián đoạn mà lúc nào cũng phải liên tục. Mặc dù nhà con thì hàng tháng đều có chương trình niệm Phật, giống như bữa nay là
Bữa nay là cái ngày giỗ, nhưng mà chỉ 5 ngày sau, 6 ngày sau thôi là lại đến chương trình niệm Phật nữa rồi quý vị. Tức là mỗi tháng đều vào ngày 21 đó, thì đều có cái chương trình là niệm Phật và chương trình từ thiện cũng có trao đổi Phật Pháp. Nhưng mà con nghĩ trong cái chương trình đó là đa số là những người nghèo, những người chưa hiểu đạo. Còn hôm nay trong cái ngày giỗ đó là đa số của bác chúng ta là những người đạo thuần tí, tức là quý vị đã có tu học về giáo lý Đức Thầy. Cho nên nếu được gặp gỡ đồng đạo thì nó sẽ có khác. Thì thôi, hôm nay con cũng rất là mừng tất cả của bác trên đồng đạo xa gần, có những quý vị đã nhiều năm rồi không có được dịp trở về nhà đại hường để mà tham dự lễ giỗ, để chúng ta được thăm lên với nhau trong tinh thần Phật Pháp. Thì lời nói của con xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, xin lễ phép cúi đầu đón nhận cái tình nghĩa mà tất cả quý cô bác anh chị em mình đã dành cho gia đình chúng tôi trong ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Và như theo cái chương trình mà đại hường và tất cả quý vị trong ban tổ chức đã sắp xếp thì chúng ta sẽ trao đổi Phật Pháp khoảng vài mươi phút, trong khoảng 12 giờ trở lại, rồi sau đó chúng ta sẽ dừng lại để cúng cơm. Chúng ta sẽ chấm dứt cái chương trình trong cái ngày hôm nay. Vậy cô bác mình cũng hoan hỷ hết ha, bữa nay mình sẽ tới 12 giờ hay quý vị. Thì vừa rồi tức là cái lời nói để chúng ta nói lên cái buổi gặp gỡ hôm nay, và giờ đây trở lại trong cái chương trình Siêu Thể Phật Pháp. Thì con xin phép được nói chuyện cùng tất cả quý đồng đạo chúng ta trong cái ngày giỗ hôm nay qua một cái chủ đề trong giáo lý Đức Thầy. Thì bây giờ con xin được nói với chuyện quý vị một cái chủ đề như thế này. Tức là trong những cái chủ đề lần trước á, thì chúng ta nói nó có tính cách tổng hợp, tức là mình nói phần này mớ, phần kia mớ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói một cái đề tài nó chỉ một ý một thôi. Tức là con sẽ nói chuyện quý vị một phần nhỏ trong phần bát chánh đạo. Tính chính xác là con sẽ chia sẻ cùng quý vị trong cái buổi hôm nay về cái phần là chánh tư duy. Thì thưa quý vị, đây là một phần trong bát chánh đạo, mà một phần trong bát chánh đạo mà chúng ta nói gọi rộng hơn nữa, tức là nó là một phần trong cái pháp gọi là tứ diệu đế. Thì cái người tu của chúng ta mà tất cả quý cô bác anh chị em mình có đọc qua kinh Phật hay là có nghiên cứu giáo lý Thầy, thì chúng ta biết là bát chánh đạo và tứ diệu đế đó là hai cái phương pháp tu hành tự lực để giúp chúng ta trở thành một cái vị thánh. Tức là trong phần tứ diệu đế, Đức Thầy đã luận giảng với quý vị: khổ đề gồm các sự khổ trong đời, tập đề gồm các tập nhân sanh ra quả khổ, đạo đề gồm có 8 đường chánh, diệt đề phương pháp diệt khổ, hưởng quả niết bàn. Vậy thì bát chánh đạo này nó là một phần ở trong cái phần đạo đề, tức là 8 đường chánh. Mà trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Thầy có luận giảng về bát chánh đạo ở 3 chỗ. Thứ nhất là trong cái quyển 6, tức là cách tu hiền và sự ăn ở của người bổn đạo, hay là những điều sơ lược cần biết cả tu hiền. Trong đó gồm có tứ ăn nè, rồi thập ác nè, rồi bát chánh nè, rồi 8 điều răn cấm và những cái phương thức cúng lại của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đó là cái quyển 6 gọi là cái quyển tôn chỉ hành đạo, tức là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quý vị chúng ta có thể không đọc hết giáo lý Đức Thầy. Tại vì có những người đó quý vị trình độ kém quá không thể đọc hết và không thể hiểu hết giáo lý Đức Thầy. Thì cái gọn nhất là chúng ta phải hiểu về quyển 6. Tức là đây là cái quyển mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khi chúng ta muốn tu thì chúng ta phải đọc qua cái quyển này để chúng ta hiểu được cái cách thức tu hành. Ví dụ mình là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà ta hỏi tới quyển 6 trong đó có cái gì mà chúng ta không thông, không hiểu, thì ở đây có thể nói là một điều kém khuyết nếu như chúng ta là cái người có đọc được chữ. Còn những cô bác anh chị em mà có đôi khi Đức Thầy nói sao quý vị, những người quê dốt thật thà cũng nên tu niệm, nhưng mà thằng sao thì mình thông cảm với những người này, tức là không thể đọc được quyển 6. Còn nếu như chúng ta không khả năng hiểu hết giáo lý Thầy thì ít nhất là chúng ta cũng phải hiểu được cái quyển 6 của Đức Thầy. Giờ con hỏi thiệt, đồng đạo mình đã có từng đọc qua luận về tam nghiệp chưa quý vị? Có phải không? Nó chẳng những tôi đọc mà tôi còn thuộc nữa. Rồi quý vị đã từng đọc qua bát chánh đạo rồi. Vậy thì bát chánh đạo này Đức Thầy luận giảng cái nơi thứ nhất đó là trong quyển 6. Cái chỗ thứ hai mà Đức Thầy luận giảng về bát chánh đạo là ở đâu quý vị? Là ở trong quyển giác mê tâm kệ, tức là quyển 4.
Mà Đức Thầy nói là chữ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra cho dân biết một đầu chánh kiến. Thầy luận giảng dài dài tới. Và cái phần thứ ba mà Đức Thầy luận giảng về bát chánh đạo là trong bài dặn dò bổn đạo. Đây là ba điểm trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo mà Đức Thầy đã luận giảng về bát chánh đạo. Một phần thứ nhất là luận giảng về dân xuôi, tức là dân tản. Và hai phần sau là Đức Thầy luận giảng về dân dần. Trong quyển tư thì Đức Thầy luận giảng kỹ hơn. Trong bài dẫn vào bổn đạo thì Đức Thầy luận giảng sơ qua. Vậy thì trong phần tứ diệu đế và bát chánh đạo, cô bác mình biết khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài thành Phật á, cái bài pháp đầu tiên là Đức Phật thuyết gì, cái bài pháp gì quý vị? Đức Thầy nói nè, khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật thì Ngài nói pháp tứ đế mà độ đời trước hơn các pháp và chỉ con đường trung đạo cho người hành theo. Vì bát chánh đạo và tứ diệu đế là cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật lăn bánh xe pháp để có Phật là Ngài đã thành Phật. Có pháp là Ngài đã thuyết ra tứ diệu đế và bát chánh đạo. Có tăng là năm Neo Kiều Chân Như là cái vị những người đầu tiên nghe được cái bài pháp của Đức Phật. Theo trong sử kể, trong kinh kể là đầu tiên Đức Phật đi tu á, thì Ngài cũng tu khổ hạnh quý vị. Bởi vì trong kinh nói là Đức Phật 5 năm tầm học các đạo, tức là suốt trong 5 năm Đức Phật đi tìm đến mối đạo này, mối đạo kia để tu học. Nhưng mà sau khi tu học thời gian, Ngài thấy cái chân lý này không đưa mình đi đến cái chỗ giải thoát, cho nên Ngài cuối cùng là Ngài tự tìm đạo một mình Ngài. Lúc đó Ngài mới nhận ra cái phương pháp mà tu hành khổ hạnh đó là nó không để giúp cho mình thấy đạo được, mà nó làm cho cơ thể chúng ta uể oải, có khi mất mạng. Cho nên Ngài mới từ bỏ cái phương pháp tu hành khổ hạnh, tức là không tu với năm Neo Kiều Chân Như nữa, mà Ngài đi về cái hướng khác. Thì lúc này năm Neo Kiều Chân Như mới nói là vậy là ông Cù Đàm đã không đủ tinh tấn để tu phương pháp này, đã bỏ đi nơi khác rồi. Do đó mà khi Ngài đắc đạo, Ngài trở lại Ngài độ năm vị này, thì năm vị này có cái tánh là tự cao không muốn nghe. Nhưng mà khi thấy được cái từ dung của Phật, cái hào quang đó quý vị, và cái phước của Ngài, thì tự nhiên là năm vị này phải lắng nghe Đức Phật thuyết cái bài pháp đầu tiên, đó là tứ đế pháp luân. Đó là có Phật, có Pháp và có Tăng. Phật là Ngài đã thành Phật, Pháp là tứ diệu đế, và Tăng là năm anh em Kiều Trần Như được liệt vào trong Tam Bảo. Vậy thì bát chánh đạo này là một phần nhỏ trong bài pháp tứ diệu đế, là cái phương pháp tu hành tự lực để chúng ta bước lên cái con đường giải thoát. Còn ở đây nếu mà mình tu tịnh độ, cũng biết bây giờ đa số mình là tu tịnh độ, tức là chúng ta niệm Phật. Thì niệm Phật là sao? Gọi là đới nghiệp giảng sanh quý vị. Tức là đôi lúc chúng ta cũng còn mê, chúng ta cũng còn nghiệp, nhưng mà nhờ cái phương pháp tịnh độ giống như chiếc thuyền có thể chở đá gạch qua sông. Tức là chúng ta vẫn mang nghiệp để mà mình giảng sanh về cõi Tây Phương, mình nhập vào cái cõi gọi là phàm thánh đồng cư. Mình còn phàm mà vẫn ở chung với các vị thánh, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Đó là phương pháp tu tịnh độ, là phương pháp tha lực. Còn bát chánh đạo này là phương pháp tu hành tự lực. Tu tới chừng nào mà nghiệp sạch tình không là lúc đó mình thành thánh luôn, không cần một cái tha lực nào hết. Thì hôm nay mặc dù là con quý vị mình đang tu tha lực, tức là đang niệm Phật, nhưng hôm nay các vị tổ cho biết là trong tha lực phải có tự lực. Ví dụ như bây giờ mình niệm Phật, mà nếu mà mình niệm Phật mà mình không còn mê nữa, với so với cái người còn mê đó, hai người này niệm người nào mau hơn quý vị? Phải cái người không còn mê mau hơn, phải không? Thì ở đây cũng vậy, nếu quý vị chúng ta mặc dù tu tịnh độ mà quý vị cũng đang tu tự lực, tức là hành bát chánh đạo tứ diệu đế, thì cái con đường giảng sanh Tây Phương, con đường thành thánh thành Phật của chúng ta nó gần hơn. Còn cái người còn mê còn nghiệp, niệm Phật niệm thấy vậy chứ nó cũng hơi chạm. Giống như chỗ khác thầy nói là sao, cái người mà còn sát sanh đó, bắt ngưu bắt cày đánh chúng làm ăn, chừng đao niệm Phật lăng xăng, Phật đâu chứng kịp lòng người ác gian. Cho nên cái người còn nghiệp cũng niệm Phật nữa nhưng mà nó chạm. Còn cái người thanh tịnh trong sạch niệm Phật thì nó nhanh. Cho nên chúng ta bây giờ vừa tu tịnh độ, tức là vừa niệm Phật, nhưng chúng ta cũng phải tu tự lực để cái niệm Phật của mình nó nhanh hơn. Chứ mình đừng có ỷ vào tha lực, nó thôi bây giờ tôi có pháp môn tịnh độ rồi, tôi không cần tu tạp pháp gì nữa, cứ niệm Phật lai rai, rồi cứ gây nghiệp lai rai, rồi cái sau này thầy nói
công kia giới tội mà có lường kịp chăng đó. Niệm mà cái nghiệp mình còn nhiều quá, tội mình còn nhiều quá. Giống như tới cái ngày đi nước ngoài mà thiếu người ta 2-3 tỷ ai cho đi. Phải không vậy? Muốn đi nước ngoài thì phải nợ nần, phải giải quyết đâu đó cho xong xuôi, giống như thầy nói là sao? Nợ trần con sớm liệu toan, nghĩa nhân trọn vẹn mới an tâm lòng. Cho nên mình phải làm sao cho nợ nần của chúng ta nó xong xuôi hết đi thì mình đi Tây Phương nó mới nhanh à. Chứ tới cái ngày có giấy bảo lãnh rồi đó, sửa soạn lên máy bay rồi đó, mà thiếu nợ nhóc ở trên người ta xúm lại người ta đòi, người ta không cho đi, nợ nần chưa trả tu mà đi đâu. Thì ở thế gian như thế, thì người tu chúng ta cũng như thế các bác anh chị em. Chúng ta còn nợ thì mình phải trả, còn nghiệp chúng ta phải giải quyết cho xong thì chúng ta mới bước lên con đường giải thoát nha. Thì ở đây cái phương pháp tu hành Bát Chánh Đạo là cái phương pháp mà con cùng quý vị giải quyết nợ cho nó xong à, để cái ngày mình đi cho nó gọn ghẽ, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Chứ kiểu đi mà ta la lớp mang, lớp cổng, lớp đội, lớp sách, lớp quải đó là đi đâu được quý vị. Thì thôi bây giờ đó, trong cái phần Bát Chánh Đạo thì nó rất là dài, nhưng mà chỉ trình bày một phần như con đã giới thiệu thôi. Từ chánh kiến, là chánh tư duy, chánh nghiệp, rồi chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm và chánh định. Mở một cái chánh như vậy, nếu chúng ta có dịp trình bày là nó sẽ là một cái đề tài thuyết trình. Một tiếng đồng hồ, một chánh như vậy là chúng ta sẽ trình bày hơn một tiếng đồng hồ. Tám chánh là phải trình bày 8 tiếng đồng hồ. Thôi giờ mình trình bày một chánh đi, thấy ngon trình bày luôn 8 chánh. 8 chánh xong rồi lúc đó chắc bữa nay đám dỗ dồn luôn. Nó nghe chánh không muốn giảng sanh rồi. Thì thưa quý vị, tức là mặc dù trong bát chánh, nhưng mà con thấy là cái chánh nào mà nó phù hợp với cái người đồng đạo thì con sẽ lựa. Tức là con nghĩ hôm nay là con sẽ trình bày cái chánh tư duy, có lẽ là nó sẽ phù hợp với đồng đạo mình hơn. Rồi khi nào mà mình gặp cái hội trường, ví dụ trong đó có những nhiều người còn dính vào cái nghiệp, thì chúng ta có thể trình bày chánh nghiệp gì đó, chánh mạng gì đó, nó tùy theo cái chánh để mà chúng ta áp dụng. Mặc dù chánh nào thì chúng ta cũng phải áp dụng hết, nhưng mà nó có những người áp dụng nhiều và có những người áp dụng ít. Thì bây giờ trong phần chánh tư duy đó, thì trước nhất là xin đọc lại nguyên văn đi, thì chúng ta sẽ lần lượt trình bày. Đức thầy cho biết là chánh tư duy là tư tưởng chân chánh. Sanh ở trong trần, con người thường hay bị các thị dục cám dỗ, lợi danh, quyền tước, nghĩa vợ tình chồng. Cái tư tưởng đã rù quến tâm trí mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy, không thể nào thoát ly ra được. Ấy về phần tà. Phần chánh dạy rằng tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng cho thanh cao, chí ráng tìm cái chân lý. Chân lý ấy là cái đạo của mình, đối với nhân loại của mình, đối với Phật của mình, đối với mình à. Vì thế hãy đặt tư tưởng mình vào công cuộc tìm phương cũng giúp sanh linh trong dòng trầm luân quan nghiệp. Hãy tin tưởng Phật trời và cầu nguyện đấng thiên liêng ban bố phước lành cho dân chúng. Hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bằng xả thân tu tịnh. Đó là chánh văn của phần chánh tư duy. Lâu quá không đọc chánh văn, không biết đọc lại có sai chữ nào không, chắc có vậy mình quan hỷ ha. Hồi đó mà lúc mới học đạo đó là bữa nào trả bài cũng đọc ro ro, chứ mà bây giờ khi đi nói chuyện ít có đọc nguyên văn lắm, gì mà đa số nói cái ý. Nhưng mà có những đề tài bắt buộc phải đọc lại nguyên văn. Thì vừa rồi tức là con đã đọc qua cái nguyên văn của phần chánh tư duy. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ trình bày. Bây giờ mình định nghĩa chánh tư duy là gì. Chữ chánh đó là nó có hai phần. Nếu mà cái chữ chánh mà chữ TR, chữ chánh này là xa ra, gọi là người ta gọi là chánh chỗ khác đó. Còn chữ chánh là C ở đây, chữ chánh ở đây nó có nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa trong chữ Bát Chánh Đạo, chữ chánh này là nó đối với tà. Thường thường cái gì mình hay nói chánh tà đó. Thì chữ chánh ở đây tức là cái chân, cái thật, cái tốt, cái đẹp gọi là chánh. Tư duy tức là cái sự suy nghĩ dính liền. Vì chánh tư duy tức là những cái điều suy nghĩ của chúng ta mà nó thuộc về chánh. Mà trong cái phần tánh tư duy vừa rồi mà con đọc qua đó quý vị mình nghe đó, Đức Thầy phân tách nó có hai phần. Một là tà tư duy, hai là chánh tư duy. Tà tư duy tức là cái suy nghĩ sai lầm, cái suy nghĩ theo thế gian, suy nghĩ theo dục lạc của chúng ta à. Mà Đức Thầy đã luận giảng đó, sanh ra trong trần con người thường hay bị các thị dục cám dỗ, lợi danh, quyền tước,
nghĩa vợ tình chồng. Cái tư tưởng đã rù quến tâm trí mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy, không thể nào thoát ly ra được ấy về phần tà. Đức thầy phân tách cho gì nha, một phần thứ nhất đó là đây mà ai còn cái tư tưởng, ai mà còn dính vào những điều này, tức là còn bị thị dục cám dỗ, còn bị lợi danh quyền tước nghĩa vợ tình chồng, là chúng ta còn nằm trong tà tư duy, tức là nó chưa được liệt qua phần chánh mà nó còn nằm ở bên phần tà. Thì đây là cái điều dĩ nhiên là nếu như mà con với quý vị chưa tu tập thì đa số là ai cũng phải dính trong điều này, tức là khi chúng ta sanh ra cõi đời là mình bị về thị dục cám dỗ, phải không? Bị cám dỗ bây giờ mới giác ngộ mới tu nè. Vì bây giờ ai mà đã thức tỉnh rồi, tức là cái người này đã không còn bị cám dỗ. Ai mà chưa thức tỉnh là cái người này đang bị cám dỗ. Mà Đức Thầy đã giảng trong quyển tư đó quý vị, tức là cái người mà mới sanh ra đó, là Đức Thầy nói là sao? Người mới sanh tánh thiện trời dành. Tức là cái đứa bé mới sanh ra là cái thiện tánh của nó rất là trong sạch, rất là tinh khiết, không có ô nhiễm gì hết. Bắt đầu nhiễm là sao? Bởi lớn lên tạp nhiễm lợi danh. Lớn lên bắt đầu nhiễm đó nghe. Nên tạc xấu che mờ thiện tánh. Rồi thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Mặc tình đời dèm xỉm ghét ưa, rừng kinh kệ ít người hay chữ. Vì Đức Thầy xác định là khi chúng ta mới sanh ra là mình rất là trong sạch, rất là tinh khiết, không có bị nhiễm gì hết. Nhưng mà từ từ lớn lên cái tạp nhiễm lợi danh, rồi nên tật xấu mới che mờ thiện tánh. Bắt đầu chúng ta học theo những tánh xấu. Mà trong kinh Tam Tự đó, các vị thánh nhân đó cho biết là nhân chi sơ nè, tánh bổn thiện là tánh tương cận, tập tương diễn, cậu bất giáo tánh nải thiên. Nghĩa là người mới sanh tánh vốn lành, tánh gần gũi, kết sự ngoài, thiếu giáo dục, tánh thay đổi. Tức là Đức Thánh và Đức Thầy xác định là khi con người chúng ta lớn lên rồi, ai bắt đầu tập nhiễm. Mà chính là cái Bồ Tát hay các vị thanh văn đó, mà trong kinh còn nói là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn muội lúc ra thai. Cái bậc Bồ Tát mà trở lại thế gian này còn phải bị mê một lúc đó quý vị. Giống như mình thấy cái tiểu sử Đức Phật đây, khi Đức Phật ra đời thì Ngài vẫn có lúc Ngài cũng vẫn sống trong dục lạc, tức là Ngài vẫn lập gia đình, có vợ, có con. Nhưng mà sau khi đi dạo bốn cửa thành, cái Đức Thầy nói là sao? Ấy chẳng qua là sao? Trời đã ứng điềm giả tăng sĩ gợi lòng thái tử. Tức là lúc này Ngài bị mùi đời cám dỗ, thì giả cho tăng sĩ để gợi lòng thái tử, tức là gợi lại cái chuyện tu hành trước kia của Ngài. Giống như Ngài có học giống, như con của bác mình cũng có học giống, nhưng mà không có ai gợi lại cái mình không có nhớ quý vị, mình quên à. Nhưng mà có người gợi lại cái làm mà chúng ta nhớ là thái tử ngày xưa cũng vậy. Thì khi Ngài đã nhớ lại cái Ngài, tức Thầy xác định là sao? Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau, liền hoài xe trở lại Lai Trào, sinh dương phụ lánh xa mùi thế. Tức là Ngài gặp một cái vị sa môn, tức là Ngài gợi lại cái chuyện tu hành của Ngài. Ngài trở về để mà sinh với vô tịnh phạn là xuất gia tu hành, tức là lánh xa mùi thế. Còn hôm nay quý cô bác anh chị mình mà phát tâm tu đây là quý vị cũng nhờ một cái gì đó gợi lại mình mới tu, phải không? Đâu cô bác nào nói thử cái hồi đó cái nhân duyên nào gợi lại mình tu à? Đâu ai đứng lên nói thử coi. Nói hồi đó tôi giác ngộ làm sao mà tôi tu đó. Cái con hồi đó con cũng có gợi để mà tu, biết sao không? Hồi đó cái nhân duyên con tu làm sao không quý vị? Hồi đó là con chỉ sợ ông Năm chèo thôi. Tức là nghe mấy bác ở đây hù nó không ăn thương, không tu là coi chừng bị ông Năm đó. Cái nhiều đó sợ gì. Mà nhớ lại cũng ngộ mình cũng có cái duyên mà cũng bị đời cám dỗ nghe. Tức là ban ngày cũng đi chơi giống như mấy đứa bé đó, mà hãy tối về cái tự nhiên con nói thôi ngày mai mình ăn tương, mình tu. Mà ngủ đêm sáng thức dậy cái quên, cái đi chơi cái quên nữa, mà con nhớ vậy là liên tục mấy năm á. Tới sau này đó là đúng duyên rồi đó là con mới phát tâm tu đó. Thì ở đây tất cả con cùng quý vị mình ai cũng vậy, tức là chúng ta cũng nhờ một cái duyên để mà mình gợi lại để mà mình giác ngộ tu hành. Tức là nếu mà không có cái nhân duyên để mà gợi lên là mình không có tu quý vị. Mà con thấy hình như đa số á, cái gợi gì không biết, cái gợi cái vụ mà thiên cơ đó, cái đó mạnh lắm mà. Thấy không? Năm nào mà nghe nói mà chiến tranh hay là đời khổ đại kia là người ta phát tâm, ta tu lắm quý vị.
Nhất là con nghe nói mấy năm Thân, năm Dậu đó là nhà nào cũng bàn thông thiên đỏ hết trơn. Mà qua mấy năm đó rồi ta la chiều không có thấy bàn thông thiên vắng hương nồng, cửu quyền bàn Phật càng trong lạnh lùng. Để cho meo đóng đầy chung lưu hiên hương lũng xét mà bàn chồng ngửa nghiêng. Cho nên ngày xưa Thái tử là ngài rất là cái duyên ngày sau vì ngài đã Phật rồi, cho nên chỉ gặp cái người sanh già bệnh chết là ngài đã giác ngộ để ngài tu. Còn cái nghiệp của mình nặng hơn, sanh già bệnh chết mình thấy vậy chứ mình không sợ, mà phải thấy cái gì mạnh mạnh hơn, bão lụt gì đó, chiến tranh gì đó dữ dữ thì mình mới chịu tu ha. Chứ còn nếu mà không có những cái nhân duyên, những cái điều kiện gợi cho mình mạnh hơn đó, tự nhiên mình không có chịu tu. Thì xác định lại tức là chúng ta đã có sẵn cái thiện tánh, nhưng mà khi sanh ra thế gian này bị cái mùi đời cám dỗ là tất cả chúng ta đều bị mê của bác anh chị. Nhưng mà nếu ai có duyên khi gặp một cái điều kiện gì đó chúng ta gợi lại và chúng ta phát tâm để mà tu. Mà con xác định ở đây tất cả đồng đạo mình mà tu ở đây là tất cả quý vị đã có duyên, đã có tu trước rồi. Vì Đức Thầy đã xác định làm sao? Duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Mình đã có duyên rồi, đã có tu rồi mà có điều tu làm sao? Vì linh hồn chưa được hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên phải đầu thai làm con người thế gian. Cũng tu nữa mà tu chưa có tới, mới tu ta là lừng chừng vậy đó, chưa có giác ngộ, chưa tới nơi, cái bỏ cái thân rồi, cho nên chưa thành thánh thành Phật được mà phải trở lại đây làm người ta, làm người thế gian nữa. Là mình đã có tu rồi đó, nhưng mà tu chưa tới gì. Vậy thì hôm nay trong cái kiếp này, nếu mà chúng ta hiểu được cái điều này, mình phải cố gắng. Đức Thầy nói làm sao quý vị mình? Lần thứ chót gọi lời kêu thốt, Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng, chừng ơn trên ban được lục thâm, Thầy mới được Tây Đông Dương Thiên. Cho nên cái cơ hội lần này đừng có để cho trở lại nữa là khổ của bác anh chị mình. Nó trở lại biết đời sao, mình có gặp đạo không, mình có giác ngộ không. Giờ mình trôi lăn theo dòng sanh tử, mình bị nghiệp cuốn lôi, không chừng mình đọa vào ba đường ác khổ nữa. Còn nếu như hôm nay chúng ta trong một cái dịp này gặp được Phật Pháp, gặp được giáo lý Đức Thầy, chúng ta quyết tu hành cho tới nơi tới chỗ. Mà chỗ khác Thầy nói là sao? Cuộc giải đời ta lâm công trình, làm trắng tròn ổn thái một kiếp. Này muốn bắt trước hai vị nãy lên hơi cao mà đúng không đủ hơi ha. Vậy thì hôm nay chúng ta Đức Thầy trở lại đây tức là công trình rất là lớn quý vị ơi, mà hôm nay đồng đạo mình mà làm không trọn uổng thay một kiếp. Trở lại đây độ mình cực khổ, Đức Thầy diễn tả làm sao? Thân ta dường thể như lương, cứu dân chẳng nệ nắng sương lắm đầu, hay là muốn cứu thế xá chi bùng trịnh, là vì muốn trở lại đây để mà dẫn mình về bên kia đó, kiếm con hiền đức dắt về, về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Mà có một điều mình tu mình không có chịu nghe theo lời của Thầy hết ý, không có chịu tinh tấn theo Thầy, mà lây quay mình cứ trở lại thế gian để cho Thầy Phật phải kiếm mình hoài. Vậy có phải thương cho Thầy cho Phật phải không quý vị? Bởi vì Thầy Phật thương mình như con. Chỗ khác Thầy nói là sao? Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, nửa sau đến vì biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin. Chưa, tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu chưa luôn. Nam mô lòng xã nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Bây giờ đoạn giảng người ta đọc nó chưa hết ý mà vô tay trời ơi. Vậy thì hôm nay Đức Thầy nói đó là nếu ai biết sửa đó tâm linh mới màu. Thì bây giờ hôm nay nếu con với cô bác anh chị em mình mà biết sửa tâm linh đó là cái đó mới quý quý vị mình ơi. Còn mình mà không sửa tâm linh, mình cứ mê hoài, cứ lặn lội, cứ lạc lòi hoài, làm cho Thầy Phật phải nhọc nhằn giáo hóa mình hoài. Trong cái bài lời phiên bổn đạo đó quý vị, không phải lời phiên bổn đạo bà tám nguyện cấm bằng sao á, trong bài Pháp Luận lời phiên bổn đạo Thầy nói là sao? Phật đều thương tất cả chúng sanh, nhưng mà nếu cái đứa con nào mà hiếu thuận từ hòa, dễ dạy dễ biểu á thì sao? Phật thường gần gũi và ban phước huệ,
Còn cái những đứa con chẳng thành tín đó, tức là không có nghe theo lời Phật, không nghe theo lời thầy, thì Phật chỉ lấy lòng từ bi mà nhận cái sự trách cứ, chứ làm sao mà ban cái phước huệ cho kẻ chẳng thành tín kia đó. Tức là nhiều khi con của bác mình có con đi, con của mình là nắm ruột mình phải thương đó, mà cái đứa nó quậy quá đó. Tình thương của cha mẹ thì không thể ghét con, nhưng mà thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn chắc không có, phải không quý vị? Thì hôm nay Đức Thầy cũng lấy cái tình thương đó để mà so sánh. Đức Phật đối chúng sanh cũng vậy. Nếu ai là cái người ngoan hiền, nghe theo lời của Phật của Thầy, sống tốt, sống gương mẫu, thì cái người này xứng đáng là một cái đứa con ngoan, một cái đứa trò giỏi, và được Phật Thầy che chở ủng hộ. Còn chúng sanh cũng là con của Phật nữa, nhưng mà không nghe lời Phật, không nghe lời Thầy, thì Thầy Phật cũng vì cái tình từ bi, nhưng mà không thể nào gần gũi và ban phước huệ cho chúng ta. Thì hôm nay chúng ta hiểu được cái đạo lý này, tức là chúng ta là những người con ngoan thì phải cố gắng làm cái gì đó để cho Phật hài lòng, để cho Thầy thỏa dạ. Cái chỗ khác, cái câu gì mà con hay đọc nè quý vị mình: chừng nào Thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Tức là khi mà Thầy trở lại rồi, chúng ta tu hành ngon lành, thì đó là cái niềm vui không có gì bằng. Cho nên trở lại, tức là Bồ Tát và thinh văn khi trở lại thế gian, đôi lúc còn phải bị mê. Tức là khi trở lại thế gian này, thì con người chúng ta sống trong cuộc sống này, dĩ nhiên là lớn lên chúng ta đều bị tạp nhiễm, bị những thị dục cám dỗ, lợi danh, quyền tước, nghĩa vợ, tình chồng. Thì trong cái đoạn này con nghĩ là nó không ngoài ba điều mà chúng ta bị nhiễm: một là danh, hai là lợi, và ba là tình. Con người chúng ta luôn bị nhiễm trong ba cái điều này. Mà ba cái điều này mình nói ra thì đôi khi nó đụng chạm, nhưng mà đạo lý thì mình cứ thẳng mà mình nói hay quý vị. Nếu ngày nào mà con quý vị mình còn dính trong danh, dính trong lợi, dính trong tình, là ngày giờ đó chúng ta còn nằm ở trong cái phần tà tư duy. Bữa nay mình nói theo đạo lý nghe, chúng ai thì dáng chịu, chúng quý vị mình chịu, chúng con chịu, mình nói được mình sửa mà. Chứ mình nói mà mình cứ khen mình hoài, biết chừng nào mình tiến bộ, thấy không? Đôi lúc cũng phải nhận xét để chúng ta có cái sự nhìn nhận, để chúng ta tiến bộ nhiều hơn. Thì ở đây là cái đạo lý quy bát, mình biết đây là cái đạo lý giải thoát, cho nên dĩ nhiên là nó sẽ có cái phần dính chúng ta nhiều hơn. Bởi vì đã bát chánh đạo mà, cái đạo để thành thánh mà, đâu phải cái đạo thường đâu mà không bị dính, phải quý vị? Nói ra là phải bị dính chúng ta. Bởi vì Đức Thầy sau khi mà trước khi mà luận giảng bát chánh đạo, Đức Thầy có nói rõ đó, tức là đầu tiên Đức Thầy luận giảng về thập ác. Rồi cái người nào mà đã làm xong thập ác được hành thập thiện, rồi Đức Thầy nói là khi đã làm xong thập thiện, tức là chúng ta đã đạt được cái sự tiến bộ trên con đường tu học. Nhưng cái sự tiến bộ ấy không có nghĩa là đạt được mục đích, nên cần hành luôn đạo bát chánh tiếp theo. Vì đó là Nguyễn Kinh Nhật tụng cho những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn triển trên đường giải thoát. Tức là khi mình hành xong thập thiện rồi đó, mà Đức Thầy nói là cái sự tiến bộ là có đó, nhưng mà cái sự tiến bộ đó chưa đạt được mục đích. Nếu mà theo trong kinh nói, cái người mà hành được thập thiện thì dời được cõi trời, tức là thành vị tiên đó. Còn nếu mà muốn thành một vị thánh là phải làm theo bát chánh đạo. Mà đơn cử nãy giờ con đang trình bày quý vị là phần chánh tư duy. Tức là chúng ta không còn bị lợi, không còn bị danh, không còn bị tình ràng buộc. Dứt được ba điều này là chúng ta không còn nằm trong tà tư duy. Còn dấn dương với ba điều này là chúng ta đang còn nằm trong tà tư duy. Nếu mà nói theo tự lực là chúng ta chưa nhập vào dòng thánh. Nói tới đây mình hơi lo ha. Tôi tu tới giờ này mà chưa nhập vào dòng thánh. Nếu mà còn tà tư duy là chưa nhập vào dòng thánh. Còn nói theo tịnh độ thì khác. Nghe tịnh độ là không có luận mê hay là giác gì hết. Niệm Phật là giảng sanh, cái đó mình để riêng. Chừng nào mà làm cái này không xong đi, hả, tính cái kia. Chừng nào mà làm bát chánh đạo không nổi thì thôi, trở lại niệm Phật chắc ăn, nó dễ. Còn bát chánh đạo là phải dứt danh, dứt lợi, dứt tình, là phải nghiệp sạch tình không. Mà Đức Thầy nói là sao? Mài gươm trí cho tinh quyết, để làm chi? Dứt tâm trần, kiếm chữ sắc không.
làm bát chánh đạo là cái gươm mình phải vậy đó, phải tinh mà phải khiết. Còn cái gươm mà lục lục đó là đó, Đức Thầy nói sao, quơ gươm trí tệ ma dương hải hùng. Còn gươm mà lục lục là quơ gươm lục nhất ma dương mỉm cười. Chặt không đứt, vứt không rời, phơi không khô mà chậm không cháy. Mà ba mình nói lòng vòng nhiều chứ thật ra con người chúng ta là luôn bị ràng buộc trong cái điều này thôi. Tư tưởng lúc nào chúng ta cũng dính trong danh, tư tưởng lúc nào chúng ta cũng dính trong lợi, tư tưởng lúc nào chúng ta cũng dính trong tình. Danh là gì? Danh tức là chúng ta thích được cái lời khen, phải không quý vị? Thích lời khen. Ai khen mình cái mình vui lắm, mà ai chê cái tự nhiên mình thấy mất hết tinh thần. Cũng như con đó mới đi nói đạo cũng vậy nữa. Bữa nào nói chuyện xong mà có hai ba cô, hai ba chú lại vuốt vai nói: "Để Hường hay quá, để Hường giỏi này kia là về muốn đi nói chuyện nữa đó." Còn lỡ mà xuống cho ta nói để nói chuyện gì đâu mà nghe mệt chết luôn à. Là rồi, là muốn bỏ nghề đúng không? Tức là cái tư tưởng chúng ta ai cũng vậy hết. Mà chắc các vị đọc giảng viên chắc cũng vậy thôi. Mà cô hát mình cũng vậy thôi, tức là tâm phàm mình là phải vậy đó. Nhưng bây giờ có gì nè, tức là mình cũng còn khen, nhận biết, ví dụ ta khen làm sao mình không biết khen, nhưng mà có điều ai khen mình cảm ơn và mình biết mình ở cái chuẩn nào, phải không quý vị? Mình đẹp, mình xấu, mình nghèo, mình giàu, mình phải biết chứ. Nhiều khi mình xấu mà ta khen mình đẹp thì mình cũng nhận sao được. Mình nhiều khi mình dở mà ta khen mình hay mình cũng nhận đâu có được. Mình phải biết mình trước, mình biết mình ở cái mực nào. Ví dụ như lỡ mình không có đẹp mà ta khen mình đẹp thôi cũng nhận, cảm ơn tại người này mến mình. Xấu mà khen mình đẹp cũng được, giờ ai khen mình đúng mình cũng chịu luôn. Còn lỡ mà ai chê mình đó thì mình cũng biết cái lời chê nó hơi khó chịu, nhưng mà thôi có khi ta chê biết đâu không chừng đúng, cố gắng mình sửa, phải không quý vị? Còn chúng ta chỉ nhận cái lời khen không thì cái đó là chúng ta còn nằm trong cái phần danh. Còn bây giờ nói về phần lợi, tất cả chúng ta đây là cư sĩ tại gia, ai mà không có lợi đâu. Lợi tức là những cái vật chất, cái tài sản, cái lời lộc, cái làm ăn của mình đó ai cũng có hết. Nhưng mà sao dính mà sao không dính, bây giờ mình nói thẳng theo đạo lý đi, rồi cái hành thì tùy theo khả năng của mỗi người. Bây giờ ví dụ như bây giờ thay vì chúng ta cũng có 1-2 tỷ, 5-3 tỷ nè, nhưng mà cái người dính là sao? Dính là lúc nào ví dụ có rồi mình cũng muốn làm ăn nữa để có thêm nữa, và mình cứ nhìn cái người hơn mình muốn làm sao mình đừng thua người đó, thì cái đó là chúng ta còn dính, tức là cũng có tiền nhưng mà chúng ta còn cái tâm tranh đấu. Còn bây giờ mình có 5-3 tỷ cái mình cũng có thêm mà không dính nè. Bây giờ mới có 5-3 tỷ à, bố thí không có vừa ý, ráng kiếm thêm cả 7 tỷ mai mốt đi cứu trợ cho nó phỉ tình, là cái đó là không dính đó. Hoặc giả chúng ta làm ra để chúng ta có dư lo cho gia đình, lo cho người thân, lo xong cái bổn phận của mình, rồi mai mốt mà lỡ chúng ta có bỏ thân này, chúng ta cũng không có dính vô cái của này, thì cái đó là chúng ta không còn dính trong lợi. Tức là mình không có tư tưởng tranh đấu cũng làm ăn vậy. Giống như ngày xưa ông cấp cô độc đó, giống cũng giàu vậy, vàng ổng là vàng kho luôn. Mà Đức Thầy nói là cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân. Nếu mà ai giàu là phải bố thí cho dữ, không? Còn ai nghèo thì chỉ làm trong sạch. Chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Chứ đâu phải chỉ có người nghèo mới tu được, mà người giàu không tu giải thoát được. Giàu nhưng mà chúng ta không dính vào trong của cải. Đức Thầy nói sao? Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao tri, gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê. Cái này con không nói ý mình, mà xác định rõ Đức Thầy nói là thân tuy còn tốt mà tâm lìa cõi mê. Thân bây giờ là bà tỷ phú, là ông tỷ phú, mà cái tâm không có dính. Giàu là tại vì cái số tôi giàu phải chịu gì thôi, chứ tôi cũng chẳng có nhiễm, có ham cái gì, phải không cái gì? Giống như ngày xưa bạn công cư sĩ, ông nói đó, thế gian trọng chân bảo, ngã quý sát na tịnh đa, tài lụy nhân tâm tịnh đắc kiến chân tánh. Người đời ham của cải, ta cầu một mãi tịnh, tiền nhiều lụy lòng người, mà tịnh được thấy chân tánh. Tức là ông cũng là cái người trưởng giả giàu có, mà sau này ông không có màng, ông không có dinh. Thì con mong là sau này cái người cư sĩ Phật giáo bảo cũng có những người giàu có cũng sẽ làm được những cái điều này.
Tức là chúng ta giàu có mà chúng ta không dính trong cái tiền bạc. Còn những người nghèo tu sĩ như con hay mấy quý vị như chị Ba Dung rồi khỏi nói rồi. Nói chị Ba Dung không có được, cái nói đại hường không có, biết cái gì mình tin không, nói cái nhà cũng bự quá nó không có. Ở đây là phương tiện thôi quý vị, và mình phương tiện để làm đạo thôi. Nhưng mà thôi, nói tóm lại là dính hay không là tâm con biết, quý vị mình dính hay không là tâm quý vị mình biết. Còn đạo lý là chúng ta chỉ trình bày trên cái phương diện tổng thể vậy thôi. Còn mỗi người chúng ta là mình phải tự biết mình như thế nào. Và con nghĩ đó là nếu mà khi mình phát tâm mình tu rồi, cái người tu mà tinh tấn đó là mình chỉ xem đạo là cái điều quý giá nhất quý vị. Nếu cái người tu tinh tấn, không có tiền bạc vật chất nào có thể so sánh với cái con đường giải thoát. Vì ngày xưa Thái tử ngài đó từng giàu, nhưng mà vì ngài thấy cái giàu này nó không bằng cái đạo, cho nên ngài phải bỏ cái giàu để ngài đi tìm cái đạo. Thì hôm nay Đức Thầy xác định sao quý vị? Ngày nay đạo đức chẳng màng, ngày sau dẫu có tiền ngàn khó mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Phật nhân tạo quá một bầu, kẻ thanh người trượt mới hầu khác nhau. Tức là người và Phật là cái bậc giải thoát, nhân là người cũng sống trong cái bầu trái đất này mà kẻ thanh. Nếu mà ngày nào chúng ta sống trong chánh tư duy là thanh đó, người trượt chúng ta còn sống trong tà tư duy là trượt. Vậy thì tóm lại ba điều mà trong tà tư duy là danh, lợi và tình. Nãy giờ chúng ta nói hai điều à, danh là cái chuyện khen chê, lợi là những cái vật chất của cải của chúng ta, nó cũng làm cho chúng ta tham luyến. Mà không biết cô bác mình giàu tham luyến không, chứ lần đó cái ông tu sĩ này ông tội nghiệp của gì mà nó nghèo. Cái đồng đạo gom tiền lợi hùng mua cho ông chiếc xe 50 có 6 triệu, lúc đó xe cũng hơi mắc nha, chứ phải như bây giờ. Mà hồi đó giờ nghèo tu sĩ chạy xe đạp không, cái mua về đó là ông mừng quá, ngủ 12 giờ đêm tóc mùng ra dội đèn coi chiếc xe. Bởi vì đó giờ không có à. Thành ra con nghĩ cái của cải này đôi khi nó cũng làm cho mình mến lắm, chứ không phải dễ quý vị. Mà trừ ra cái người nào mà giải thoát dữ lắm đó là mới coi nhẹ nói vậy, chứ không phải dễ cô bác anh chị à. Mà cái câu mà con nghe với chú mình hay đọc hoài đó à. Trong danh lợi thì xa trời vắng bà Phật, mà đường Tây Phương tích vật là khó đi. Cái đường Tây Phương mà chúng ta còn tích vật là mình khó đi lắm quý vị. Đi không được. Bởi vì quân tử lại qua không dính mắt, mà tiểu nhân lui tới quẩy tòng ta. Tức là chúng ta phải sạch sẽ dọn dẹp tư tưởng chúng ta cho thông thoáng, thì mình mới có thể nhẹ nhàng bước lên con đường giải thoát. Đó là hai phần, danh lợi. Nếu ngày nào chúng ta còn nghĩ tới những cái điều này là cái tư tưởng chúng ta còn nằm trong tà tư duy. Và cái điều thứ ba đó là tình. Tình tức là cái tình cảm của chúng ta đối với cha mẹ, đối với người thân. Và cái điểm chính ở đây chúng tôi muốn nói đó là cái tình cảm của người nam kẻ nữ. Tức là đây là một cái điều chướng ngại trong cái đời tu của chúng ta à. Nếu người nào còn nghĩ đến cái điều này, tức là chúng ta còn chướng ngại trên cái con đường giải thoát. Mà chính Thái tử khi xưa đã xuất gia tu hành, ngài cũng phải rứt bỏ luôn. Tức là xa vua Tịnh Phạn, rồi xa nàng công chúa Gia Đà La, vì đó là cái sự vướng bận trong đời của chúng ta. Thì con nghĩ đây là cái người phàm theo thế gian thì ai cũng phải có cái tình. Nhưng nếu khi chúng ta giác ngộ được rồi thì chúng ta cũng phải nhẹ nhàng với cái điều này. Thì giờ đó chúng ta mới nhập vào cái dòng thánh ha. Nhưng mà Đức Thầy mình hồi xưa đó quý vị, có một cái cô thiếu nữ thương Đức Thầy đó. Đức Thầy viết cái bài là tình yêu nhân loại. Ta có tình yêu rất đượm nồng, tình thương của Thầy lớn lắm, nhưng mà yêu đời yêu lẫn cả non sông. Tình yêu trang chứa trên hoàng vũ, không thể yêu riêng khách ma học. Nếu khách ma hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy soi chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại sẽ gặp tình ta trong khói yêu. Ta đã đa mang một khối tình dường như thể hải với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Vậy thì ngày giờ nào cái người cư sĩ mình coi cái người chồng của mình hay cái người vợ của mình giống như là mọi người sống là vì bổn phận phải lo lắng cho nhau, nhưng chúng ta không còn bị kẹt vào trong cái tình nghĩa này nữa. Tức là sống vì nghĩa, vì tình, chứ không còn dính vào trong cái việc thế gian, là ngày giờ đó chúng ta thoát khỏi tà tư duy. Bởi vì thành thánh thì phải hoàn toàn vượt qua hết những cái điều này, phải không quý vị? Nói tới đây kể một câu chuyện vui vui. Có ông đồng đạo, khi ông nghe được cái bài pháp của Đức Thầy và giác ngộ tu hành, cái ông quyết định là xuất gia. Tức là chuyến này bỏ nhà đi tu đó, đang có vợ có con nhưng mà bỏ nhà đi tu.
nghĩ chắc là lúc đó mới giác ngộ mạnh lắm quý vị, dự định là chắc có lẽ là cũng làm được. Ai về hồi đó và chưa có xa nhà, xa gia đình, giống như Nang Đà đó đi quý vị, mới lập gia đình xong là Phật bắt là phải xuất gia đi tu, liền hành ra về tỉnh xá, không có niệm Phật mà toàn Nam Mô Đà vợ không, tức là nhớ về việc đời không. Thì cái ông này cũng giống như Nang Đà vậy đó, tức là khi mới đi mạnh lắm, nhưng mà tới chừng lên núi cái chiều ông nghe ba cái con ảnh ương nó nghe nó kêu bắt đầu ông nhớ nhà thúi ruột quý vị mình ơi, lúc đó qua bữa sau đó lội tắt đường đồng mà về không, về sống gia đình thời gian cái cũng chán, làm như viên đạo có cái cũng xuất gia tu hành nữa, cái nói với bà vợ nó thôi chuyến này tôi đi tu, cái bà nói ai tin ông, ông đi mấy lần rồi mà tôi thấy có được cái gì đâu, ông nói chuyến này mà tôi đi không được nó là như thầy thốt đủ thứ cho gì vậy, mà lay quay đi thời gian cái cũng nhớ nhà cũng về nữa. Nhưng mà tới cái lần sau cùng đó là ổng mới thành công đó. Cho nên cái trong kinh Cấp Pháp Cú có câu chuyện mà cả nhà đi tu đấy, có cái vị này cũng giống vậy, tức là sửa sạn đi xuất gia tu hành, cái bà vợ nói có chuyện này có chuyện kia, lay quay mà tạo doanh nghiệp thế gian quá nhiều, nhưng mà đến cái nhân duyên tới rồi là ông ta hướng dẫn cả nhà cùng giác ngộ tu hành. Tức là cái nghiệp thế gian chúng ta muốn cởi nó không phải dễ đâu, quá trình nó rất là khó, bị mình dính vào rồi thì nó sẽ làm mà chúng ta vướng bận, ai tinh tấn và ai dũng mãnh dữ lắm là chúng ta mới thoát ra được, còn nếu không là nó sẽ trói buộc chúng ta suốt cả cuộc đời quanh quẩn không bao giờ giải thoát. Đây là ba cái phần làm trở ngại cho cái người tu chúng ta là danh, lợi và tình. Nếu chúng ta còn dính vào ba điều này là cái con đường giải thoát của chúng ta nó sẽ bị chặn lại, nói theo tự lực. Dạ. Còn tha lực thì cái đó mình không bàn. Tự lực nếu chúng ta còn chưa thoát được ba điều này là chúng ta sẽ khó bước lên cái con đường giải thoát. Đó là phần tà tư duy, tức là nghĩa vợ tình chồng, cái tư tưởng đã rù quến tâm trí mãi mãi quay cuồng vào những sự ấy không thể nào thoát, ấy về phần tà. Đó là một phần của tà tư duy. Bây giờ tới phần chánh, thầy nói chúng ta nè, khi chúng ta đã diệt được cái phần tà tư duy rồi, mình bước vào phần chánh. Phần chánh dạy rằng mình phải làm sao đúng vậy, tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng cho thanh cao, chí ráng tìm cái chân lý. Vậy thì muốn làm được cái phần chánh tư duy là tâm mình phải bình, tánh mình phải tịnh, tư tưởng mình lúc nào cũng phải thanh cao, và cái trí mình lúc nào cũng hướng về chân lý. Tâm bình tánh tịnh là sao? Bình tĩnh tức là chúng ta không có bị sao động bởi cái vọng trần ở thế gian này, mà Đức Thầy đã xác nhận đó là tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Ai mà làm được cái phần chánh tư duy là người đó phát huệ đó. Bởi Đức Thầy nói là tâm bình tĩnh được thì phát huệ, thì Đức Thầy nói là tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh. Nếu mà chúng ta đã bình tĩnh rồi là lúc đó phát huệ, lúc đó là thành Phật ở thế gian thôi. Mà mình tu lâu quá mà mình chưa phát huệ là sao? Là bởi vì mình chưa có bình, mình chưa có tịnh, mà nó còn sống hoài, nó còn gợn hoài. Thấy bình bình vậy đó, thấy đại thường vậy đó, mà đụng tới cái nó gợn lên là bắt đầu đục nữa rồi. Tức là chúng ta còn cặn cáo quý vị, tức là cái ly giống như cái ly nước vậy đó, thấy nó gì tạm lắm vậy thôi, nhưng mà cặn nó vẫn còn ở dưới đáy. Tức là cái lòng mê chúng ta tạm thời nó lắng dịu vậy thôi, nhưng mà nó chưa có nhổ tận gốc, nhưng mà cỏ cú vậy đó, mình lấy đá đè đè cho cỏ nó còn dưới tóc cái đá nó lên nó xanh um. Tức là cái lòng mê của chúng ta mà mình không nhổ tận gốc, không diệt tận rễ, thì có một cái dịp nào đó nó sẽ bộc phát lên. Giống như trong một cái câu chuyện của một cái vị đồng đạo chúng ta luận giảng về câu chuyện của một vị sư mà tu hành mà ngã mặn đó, mùi trần ấy chỉ dần chỉ nhẫn, tức là dần lại đó nhẫn lại đó, nhưng ông không diệt hẳn nó đi, tức là không nhổ tận gốc, nên khi xuất yếu thần si lòng còn ham muốn những gì hiện ra. Trong lúc ấy thắng qua nó được, tất nhiên là Phật rước đi ngay bằng nghe theo nó khiến sai, thì là chịu kiếp đọa đài trầm luân. Thì hôm nay con chú bác mình tu cũng như Đức Thầy nói hay sao? Nhân sanh còn hỡi, ngà ngà giấc sai. Mình cũng tỉnh thôi mà mới tỉnh hơi hơi à. Này mới diệt được giai đoạn đầu. Giống như bệnh mà người ta, ví dụ như bệnh gan diệt vi trùng đó, người ta nói mới cái tạm thời khống chế thôi, chứ vi trùng vẫn còn nằm đó. Phải chích thuốc thêm 6 tháng và uống thêm 6 tháng thì mới diệt được hết. Còn đây mình mới nhập đạo, mới hiểu đạo, tạm thời ngăn được thôi. Nhưng mà cái mê chúng ta nó cũng còn tồn tại trong tâm. Nếu mà mình không cố gắng tu hành, không cố gắng loại trừ, thì một ngày nào đó
cái khói mê chúng ta nó sẽ trỗi dậy và nó quật ngã chúng ta đi khỏi cái đường đạo liền. Tại sao mình thấy có những người ta tu rất lâu mà vẫn còn bị lôi ra dòng đời quý vị, là bởi vì cái mê chưa diệt tận gốc, vẫn còn nằm đó. Mà khi nào cái mê chúng ta diệt tận gốc và chúng ta cái giác ngộ chúng ta nó đã chủ lực rồi thì lúc đó chúng ta mới không còn bị lôi kéo vào cái vòng đời. Vì phần chánh tư duy Đức Thầy nói là tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, rồi giữ tư tưởng cho thanh cao, tức là tư tưởng lúc nào cũng phải thanh cao hết. Mà chỗ khác trong phần văn dần Thầy nói là trên cùng dưới, dầu thầy hay tớ cũng tưởng đều trung chánh mới màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục tự. Tức là nếu theo chánh tư duy là những cái việc vui sai theo đời là hồi xưa giờ mình tập nhiễm, bây giờ phải dẹp gác hết để nhớ câu lục tự, tức là vẫn hướng về câu niệm Phật và hướng về một cái tâm chánh. Mà chỗ khác Thầy đã xác định là sự đầu tiên của người hành đạo là cốt xưởng tư tưởng tìm cách đánh đổ tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Rồi tiếp theo nữa là Đức Thầy nói là trí ráng tìm cái chân lý, tức là cái trí chúng ta lúc nào cũng hướng tới cái chuyện đạo hết, tìm những cái điều đúng đắn của đạo đức để chúng ta tu học, chứ không bao giờ mình hướng tới chuyện đời. Mà giờ mình sống trong cái thời buổi này để văn minh vật chất nó lan tràn, phải không quý vị? Những cái điều cám dỗ chúng ta nó quá nhiều. Nếu mà chúng ta không khéo, đôi khi bị những cái điều cám dỗ này nó làm cho cái đường đạo chúng ta sao lãng. Ví dụ giờ cái người tu mình ban ngày làm việc, tối trở về cúng lại xong mở cái máy niệm Phật lên, mở cái máy nghe giảng lên, nghe đọc giảng viên ta, đọc giảng Trần Kim Lợi, Trần Kim Khâu, hay là giảng viên bây giờ bé Bảy Ngọc Ngoan, Kim Khuyên, rồi là Bảo Thi gì đó, để lôi đó tất cả các đọc giảng viên đọc, hay là những cái bài thuyết trình để mà mình nuôi dưỡng cái tinh thần của mình. Còn này vừa cúng xong cái vô bạc lên. Bạc lên gì? Lệ Thủy Minh Dương. Cậu mới bạc lên mấy ca sĩ trẻ giờ nghe với cái này là nó sao lãng rồi. Mà nhất lại giờ con thấy đồng đạo mình thôi đi, con khi nói chuyện lại con thấy cũng có nữa nè. Nhất là cái chương trình gì giờ trên đài mà cái gì thách thức danh hài đó. Con thấy đồng đạo mình coi cũng hơi nhiều đó nha, gần khi nói chuyện qua lại con nghe nhắc hoài. Con nói thôi coi sơ sơ thôi đừng có nhiễm quá, nhiều khi nó làm cho tư tưởng mình bị lệch bên hồi nào mình không có hay. Phải không quý vị? Nhiều khi cái đó là giải trí, nhưng mà cái người tu mình phải có cái giải trí khác. Bởi vì mình để cho tư tưởng mình nó không còn bị pha lẫn mà nó phải thuần. Còn nếu mà mình bị pha lẫn là chúng ta đã bị xen tạp rồi đó cô bác anh chị. Nó bị xen tạp rồi đó. Cho nên Đức Thầy nói là trí ráng tìm cái chân lý. Vì muốn tìm cái chân lý là đừng để cho những điều này nó xen vô. Đừng có để cho mấy ông hại xen vô, đừng để cho mấy ca sĩ trẻ nó xen vô. Phải không? Mình vui vui theo cái việc đời thì làm cho tư tưởng chúng ta nó lợt lạc cái mai mốt á. Mình nghe đạo nó không có vô quý vị mình ơi. Bởi vì nghe đạo thì nó trầm lắng lắm, còn nghe cái vụ kia thì nó sôi động, nó linh động lắm, nó vui lắm. Mà mình tập nghe thời gian là bắt đầu mình nghe đạo nó không được. Tức là mình đã thay đổi cái thức ăn tinh thần hồi nào mình không hay đó. Thức ăn tinh thần của chúng ta là lời của Phật, lời của Thầy, những cái bài giáo lý của Phật, những cái bài giáo lý của Thầy, những cái bài thuyết trình của đồng đạo. Đó là thức ăn tinh thần của chúng ta. Còn cái người thế gian người ta là ta mệt thì nó bắt cải lương, bắt nhạc, bắt hài lên ta coi. Cái chuyện đó là cái thức ăn tinh thần của người thế gian. Còn thức ăn của đồng đạo chúng ta, Đức Thầy nói mình sao? Lúc rảnh việc thường nên coi kệ giảng. Thấy không? Chứ Thầy đâu có biết lúc rảnh việc bắt hài lên coi đâu, lúc rảnh việc bắt nhạc lên coi đâu, mà phải coi kệ giảng. Mình không chịu nghe theo lời Thầy mà mình nghe theo lời ai không à. Mình tu theo Phật mà mình làm ngược lại, cho nên cuối cùng không tiến bộ. Thì trí ráng tìm cái chân lý. Chân lý ấy là cái đạo của mình, đối với nhân loại của mình, đối với trời Phật của mình, đối với mình. Đối với nhân loại Đức Thầy nói là sao? Hãy tìm con đường giải thoát cho mọi người. Đối với trời Phật hãy tin tưởng Phật trời và cầu nguyện đấng thiêng liêng ban bố phước lành cho dân chúng. Đối với mình, hãy tìm con đường giải thoát cho mình bằng cách lạc đạo an bằng xả thân tu tịnh. Lạc đạo là không có vui với đời, an bằng là không có tham cầu danh lợi, xả thân là không có mến tiếc thế gian, tu tỉnh là không có đọa lạc trong chốn mê đồ. Không vui với đời là sao? Bây giờ con nói cái không vui với đời là nói gì nè? Ví dụ như quý vị mình làm ăn với mấy chị hay quý vậy đó, bán vàng vậy đó, người ta đưa 5-3 cái vàng tôi cũng trả tiền vậy đó. Mà thiệt ra tôi cũng không có để ý vô đó, bởi vì làm thì làm thôi,
chứ chút xíu nữa tôi lên chảnh, tôi cúng chút xíu tôi lên chảnh niệm Phật, rồi mấy chuyện này là phải chuyện của tôi. Bởi vì đó là không còn vui với đời đó. Còn khi chúng ta còn vui với đời là những cái chuyện làm ăn này nó cũng làm cho mình thích thú. Thấy không? Mình mới mua được cái khoảnh đất, mình mới mua được những cái gì lớn đó, chúng ta hăng say trong cái chuyện đó là chúng ta vẫn còn vui với đời. À, phải nói thật sự. Cô nói gì quý vị mình chịu không? Dạ. Tức là ngày giờ nào mà chúng ta còn vui với cái việc làm ăn, cái việc lợi lộc của thế gian là chúng ta vẫn còn vui với đời. Chúng ta vẫn còn tham cầu danh lợi. Còn nếu mà chúng ta vui với đạo là lạc đạo, là không có vui với đời, an bằng là không có tham cầu danh lợi, xả thân là không nên mến tiếc thế gian, tu tỉnh là không có còn đọa lạc trong chúng ta. Thì làm được những cái điều này là chúng ta nằm trong cái phần chánh tư duy. Thứ ba, tư duy bằng nay các điều tưởng nhớ thẳng ngay mới màu. Tức là cái điều tưởng nhớ mình lúc nào cũng phải thẳng ngay hết, không bao giờ tưởng một cái gì mà nó lệch lạc, không bao giờ tưởng một cái gì mà nó sái với đạo hết. Cái này đúng là khó hết. Bởi vì chánh tư duy là bát chánh đạo mà quý vị. Bởi vì mình theo thế gian thì lúc cái mình tưởng tà, lúc mình tưởng chánh, lúc mình tưởng giác, lúc mình tưởng mê, lúc mình tưởng giải thoát, lúc cái mình tưởng trầm luân, lúc mình tưởng thương, lúc mình tưởng ghét, thì đó là mình còn nằm trong cái phần tà tư duy. Còn chánh tư duy là tư tưởng của mình nghĩ cái gì nó cũng thanh cao, nghĩ cái gì nó cũng trong sạch hết, thì lúc đó là giống như thuần rồi, muốn trở thành vị thánh rồi. Thì thôi bây giờ thời gian đã hết 12 giờ rồi. Lẽ ra cái đề tài này mình sẽ trình bày mà có thời gian nó sẽ nhiều chi tiết nữa. Thôi bây giờ thì theo thời gian sẽ nói gọn lại. Tức là cái đề tài này con chia cho hai phần đó. Một là tà tư duy, hai là chánh tư duy. Tà tư duy là chúng ta còn dính trong danh lợi tình. Chánh tư duy là tư tưởng chúng ta luôn hướng tới cái chuyện tu hành, tới cái chuyện giác ngộ, tới cái chuyện tìm chân lý để cứu đời, để độ mình. Chứ không bao giờ chúng ta hướng đến cái gì ở thế gian này nữa. Thì đó là chúng ta đạt được cái phần chánh tư duy. Mà quý vị đạt được phần chánh tư duy thì quý vị đã hòa nhập vào được trong cái vòng thánh, tức là đã làm được bát chánh đạo, tức là chúng ta đã đi vào cái vòng thánh. Đi vào vòng thánh thì sau này chúng ta chắc chắn sẽ thành một vị thánh. Đó là cái điều tuyệt đối, chắc ăn như vậy, không còn nghi ngại nữa. Còn nếu chúng ta chưa nhập vào vòng thánh thì chúng ta vẫn còn là cái người phàm. Nếu mình có tu hành tịnh độ, có niệm Phật để được giảng sanh gì đó thì đó là nhờ tha lực, chứ tự bản thân chúng ta chưa đủ khả năng giải thoát. Còn ai đã làm được chánh tư duy rồi là tự mình có đầy đủ khả năng để mà giải thoát. Giống như nói tôi biết đường để mình tôi đi khỏi cần ai dẫn. Thấy không? Giống như cô bác mình đi đám giỗ nhà để Hường biết đường đâu đỡ ai chỉ, đâu ai dẫn. Còn cái người không biết là phải nhờ người khác chỉ dẫn. Thì ở đây mình tu mà làm được phần chánh tư duy, tức là tự lực, là chúng ta biết đường để mà đi về có Phật, biết đường để thành vị thánh. Còn cái người không làm được điều này là chưa biết đường đi thành vị thánh, mà chưa biết đường đi về có Phật, mà phải nhờ cái sự dẫn dắt, tức là nhờ tha lực của Phật A Di Đà và của thầy. Thì thưa quý vị, trong cái ngày giỗ hôm nay, để sửa ấm lại trong tinh thần Phật pháp, con trình bày cùng quý vị một phần trong bát chánh đạo, đó phần chánh tư duy. Thì trong buổi chia sẻ, nếu có gì sơ sót, có những gì nó chưa hài lòng, thì mong các bác mình vì tình đồng đạo nên tình quan hỷ, và chúng ta phiến tấn cùng nhau để cùng nhau tu tiến, cùng nhau đến con đường giác ngộ giải thoát. Và cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta có mặt đây, tất cả đồng đạo thông qua hình ảnh gián tiếp cùng với nhau, mọi người chúng ta hãy tinh tấn tu hành, cố gắng sửa đổi tư tưởng của mình cho nó đúng với phần chánh tư duy, để sau này chúng ta đi vào cái vòng thánh, đi vào cái con đường giải thoát, và chúng ta trở thành một cái vị thánh trong cuộc đời hiện tại này. Đến đây xin được hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô Út, Úc Hường đại diện chủ sự gia đình, kính thưa toàn thể cô bác anh chị em trong thân đồng gia tộc, kính thưa quý bà con xóm giềng hương lân thân kính, kính thưa toàn thể cô bác anh chị em đồng đạo xa gần kính mến, kính thưa toàn thể lễ quý vị, được biết hôm nay là ngày rằm tháng 6 niên Mậu Tuất, là ngày cúng dỗ đáo lễ thường niên cho thân phụ của tu sĩ Nguyễn Văn Hường. Qua lời mời quý cô bác anh chị em đồng đạo chúng ta cũng không ngại đường xá xa xôi tề tụ trở vào đây dự buổi đám giỗ rất là đông. Được sự thống nhất của ban tổ chức trong buổi lễ hôm nay giới thiệu chúng tôi lên để hướng dẫn điều động chương trình cúng, nếu có gì sơ sót ngưỡng mong toàn thể liệt quý vị niệm tình bổ chính xin thành thật biết ơn. Thì nhận thấy
thời gian cũng khá trưa, cho nên đi ngay vào chương trình cúng hôm nay gồm có mấy phần như sau. Trước nhất là chúng ta trình nghi thức tôn giáo, sau đó chúng ta dâng trai phẩm cho hương linh người quá cố và của huyện Thất Tổ. Sau khi phần dâng trai phẩm xong thì chúng ta hướng về ngôi Tam Bảo để cầu nguyện một lần ba lượt cho của huyện Thất Tổ và hương linh người quá cố. Và sau phần cầu nguyện xong thì chúng ta trình lễ viên mãn. Giờ đây thì kính mời toàn thể cô bác anh chị em chúng ta thân tâm đồng hiệp nhất để bắt đầu thực hiện chương trình. Kính mời toàn thể liệu quý vị hướng tâm về ngôi của huyện Thất Tổ, kính lễ, kính Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mời hướng tâm về ngôi Tam Bảo, kính lễ, kính Nam Mô A Di Đà Phật. Hướng về chân dung Đức Quỳnh Giáo Chủ, kính lễ, kính Nam Mô Đức Thầy Đại Từ Kim Sơn Phật. Và kính mời quý vị đồng xoay trước, hướng về bàn thông thiên, mời kính lễ bàn thông thiên, kính Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính mời toàn thể liệu quý vị đồng xoay vào trong. Tiếp theo là phần dân trai phẩm cho hương linh người quá cố và cửu quyền Thất Tổ. Kính mời toàn thể liệt quý vị hướng tâm về ngôi cửu quyền Thất Tổ, xá ba xá. Và thỉnh quý vị có vị trí đồng quỳ và đồng chắp tay đưa lên trán thành tâm khấn nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi kính dâng hương trước cửu quyền, cầu trên Thất Tổ chứng lòng thiền. Hôm nay là ngày rằm tháng 6 niên Mậu Tuất, là ngày cúng dỗ đáo lễ thường niên cho thân phụ của Út Hường, quy danh là ông Nguyễn Văn Dậu. Gia đình tử tôn con cháu thực hiện qua lời dạy của Đức Tôn Sư là cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, nên tề tự về đây để mua sắm vật thực, trai phẩm, hương hoa tịnh thủy, dâng lên cho hương linh người quá cố và cửu quyền Thất Tổ. Vậy giờ thọ thực đã đến, cung kính thỉnh liệt quý vị đồng trở về tọa bàn thọ thực, cảm ứng chứng minh tấm lòng hiếu thảo của gia đình và sự nghĩa tình của chư đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thỉnh quý vị đồng đứng lên, chúng ta kính một xá và thu hương. Và kính thưa toàn thể liệt quý vị, để cho ấm áp trong buổi cầu dân trai phẩm và cầu nguyện hôm nay, xin trân trọng giới thiệu Út Loa sẽ đọc lại bài báo hiếu đạo nhà. Xin trân trọng kính mời hiền đệ. Nam mô A Di Đà Phật. Hoài đơn cung tế lễ xưa nay, xác vật trâu heo kẻ mất cho ăn suy khó hiểu, người còn bác đại lạ lùng thay. Chào con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân dày mới đang hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể liệt quý vị, vừa qua chúng ta đã nghe lại bài báo hiếu đạo nhà, thật siêu xuất, thật quyền diệu lời dạy của Đức Tôn Sư cho tín đồ ngài biết rằng không có gì bằng cúng chay trong những ngày giỗ quẩy, vì đó là việc làm vô cùng siêu xuất và một trong muôn ngàn vấn đề trả hiếu. Cho nên nói là cháu con báo hiếu theo nhà Phật thì cha mẹ qua đời phải thủ lễ chay. Giờ đây kính mời toàn thể liệt quý vị đồng quỳ để lễ bái của huyện Thất Tổ và hương linh người quá cố. Thống nhất lại quỳ mời thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật.
đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa đủ bốn lại, thỉnh quý vị đồng đứng lên, xá thẳng chính giữa ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là phần cầu nguyện, kính mời ban hướng đăng phát hương. Kính thưa toàn thể lý quý vị, trong khoảng thời gian chờ đợi phát hương, xin trân trọng kính mời nữ độc giảng viên Kim Khuyên và Ngọc Thơ đến máy để nhắc lại bài nguyện trước bàn thờ ông bà, tức là bài nguyện 20 câu của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Xin trân trọng kính mời. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngõ đá ơn bảo bộ sanh thành, nay con quy Phật tu hành cầu quyền thất tổ lòng lành chứng. Lời Phật dạy từ bi bác ái và nhân từ quang đại mở mang, hiếu trung còn giữ vẹn toàn từ rài chăng như xưa. Sao hướng đăng phước thừa của Phật hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh, nguyện quả tu hành cứu trong mỹ tông tổ giảng sanh thiên đài, về Phật quốc ngài ngài an lạc cả giống dòng giải. Rồi đem đạo Pháp quyền thâm độ trong rành chung hết lầm hết mê. Ca giảng vật đồng về Phật cảnh chẳng áo uy ánh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể lý quý vị, vừa qua chúng ta đã được nghe lại bài nguyện trước bàn thờ ông bà, tức là bài nguyện 20 câu để nói lên chúng ta hứa hẹn với cửu quyền thất tổ ông bà mình là chúng ta giờ đây đã có duyên nghe được giáo lý của Đức Thầy để tu và cố gắng giữ gìn giới luật, tu cho được giải thoát, để rồi lấy cái đạo pháp để truyền dạy cho tất cả mọi người, nhân loại chúng sanh, để hầu cứu vớt tất cả muôn loài. Giờ đây thì đến phần hướng về ngôi Tam Bảo để cầu nguyện cho vong linh người quá cố và cửu quyền thất tổ. Kính mời toàn thể liệt quý vị thân tâm đồng hiệp nhất hướng về ngôi cửu quyền thất tổ. Xá ba xá, hướng về ngôi Tam Bảo, mời xá ba xá. Và thỉnh quý vị đồng quỳ và đồng chắp tay đưa lên trán thành tâm nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Văn Dẫu, ông Bành Quốc Vinh, bà Trần Thị Định và Cửu Quyền Thất Tổ, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đồng xá và đồng đứng lên kính một xá nữa thu hương. Và định hương Âu Tam Bảo xong, kính mời toàn thể liệt quý vị đồng quỳ để đảnh lễ. Mời thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa đủ bốn lại, mời quý vị đồng đứng lên xá Đức Phật và hai vị Đại Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và hiệp nhì hiệp ba được chế hương, sau khi chúng ta cầu nguyện xong đồng lễ lại luôn. Kính mời toàn thể liệt quý vị hướng tâm về Hồ Tam Bảo xá ba xá và thỉnh đồng quỳ, đồng chắp tay đưa lên trán thành tâm nguyện. Kính thưa toàn thể liệt quý vị, vừa qua thì chúng ta dâng trai phẩm và cầu nguyện cho hương linh người quá cố xong, đến phần trình lễ viên mãn, kính mời hướng về Cửu Quyền Thất Tổ kính lễ. Kính lễ Ngôi Tam Bảo. Kính lễ chân dung Đức Thầy. Kính và kính mời đồng xây trước hướng về bàn thông thiên kính lễ. Kính và kính mời quý vị đồng xây vào trong, chúng ta xả lễ thống nhất ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cánh thần năm thiệt là rồng, từ ngày mượn xác hồng trần đau lai, tháng năm kỷ mão đến nay, gặp trong ba tánh gặp bài sấm kinh, lời văn tao nhà hữu tình, bởi dân sắc lình thiên đình sai ta. Xuân trần lão dùng khuyến ca, đầu đuôi càng to ngâm nga ít bài, tạm đây ta bắt lui hài, vì trên bệ ngọc triệu rài hồi quy, không đành tách gót ra đi, nên dùng lời lẽ từ thì ba gia, thiên đường lộ ấy nào xa, muốn cho khỏi khổ xem qua lời truyền. Dấu xưa nói tích thánh hiền, thương trần mượn xác bút liền ra cơ, thấy trong ba tánh ngẩn ngơ, nay thầy xa thơ bơ vơ một mình. Gẫm trong hai chữ nhục vinh,